Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một chiếc lót ly hình hoa, có thể dùng làm lót ly hay đựng những thứ nhỏ linh tinh đều được nha. Ở đây mình sử dụng sợi len microdon 2.5mm, hai màu để làm phần nhụy và phần cánh hoa. Kim móc mình dùng 3.5mm. Vào việc thôi nào. Phần nhụy hoa đầu tiên các bạn lấy len và tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Sau đó dùng kim móc móc lên cho mình một mũi móc xích. Móc vào trong vòng tròn ma thuật 6 mũi móc đơn. Đây là một mũi móc đơn nè. Dùng ghim đánh dấu vị trí mũi đầu tiên. Bạn nào quen rồi thì không cần đánh dấu cũng được. Tiếp tục móc mũi đơn thứ hai. Mũi đơn thứ ba. Mũi đơn thứ tư. Mũi đơn thứ năm. Mũi đơn thứ 6. Sau khi móc xong 6 mũi móc đơn vào trong vòng tròn ma thuật, các bạn lấy phần len thừa này kéo chặt vòng tròn ma thuật lại. Tại vị trí đánh dấu hồi nãy, các bạn móc vào đó cho mình một mũi trượt để kết thúc vòng thứ nhất. Tổng số mũi vòng thứ nhất là 6. Qua vòng thứ hai, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Ở vòng thứ hai này, mỗi chân mũi là một mũi tăng, có nghĩa là mình sẽ móc 2 mũi móc đơn vào chung một chân. Chân thứ nhất, móc một mũi móc đơn, lấy ghim đánh dấu vị trí mũi đầu tiên. Móc tiếp vào chân thứ nhất một mũi móc đơn nữa. Vậy là ta được một mũi tăng. Qua chân thứ hai, cũng móc 2 mũi đơn chung chân. Chân thứ ba, cũng tiếp tục móc 2 mũi đơn chung chân. Các bạn tiếp tục móc cho mình 2 mũi đơn chung chân vào tất cả các chân mũi còn lại cho đến hết vòng. Tổng số mũi ở vòng thứ hai là 12. Các bạn móc cho mình một mũi trượt vào chân mũi đầu tiên để kết thúc vòng thứ hai. Qua vòng thứ ba lại móc lên cho mình một mũi xích. Sau đó móc một mũi đơn vào chân mũi đầu tiên. Đánh dấu vị trí mũi đầu tiên. Móc cho mình 2 mũi đơn chung chân vào chân thứ hai. Vậy là ta được một cụm gồm một mũi đơn và một mũi tăng. Qua chân thứ ba, móc một mũi đơn. Chân thứ tư, móc 2 mũi đơn chung chân.
Như vậy là nãy giờ mình móc được 2 cụm, mỗi cụm gồm 1 mũi đơn và 1 mũi tăng. Cứ lặp lại 1 mũi đơn, 1 mũi tăng cho đến hết vòng. Tổng số mũi vòng thứ 3 là 18. Các bạn móc cho mình một mũi trượt vào chân mũi đầu tiên để kết thúc vòng thứ 3 nha. Sau đó móc lên cho mình một mũi xích để bắt đầu vòng thứ 4. Móc một mũi đơn vào chân mũi đầu tiên. Lấy kim đánh dấu. Qua chân mũi thứ 2, móc một mũi đơn. Móc hai mũi đơn chung chân vào chân mũi thứ 3. Vậy là được một cụm, hai mũi đơn, một mũi tăng. Tiếp tục móc vào các chân mũi còn lại. 2 mũi đơn, 1 mũi tăng, 1 mũi lại cho đến hết vòng. Số mũi vòng thứ 4 này là 24. Móc một mũi trượt vào chân mũi đầu tiên để kết thúc vòng thứ 4. Sau đó móc lên cho mình một mũi xích tại chân mũi đầu tiên. Các bạn móc vào cho mình hai mũi đơn chung chân. Ở ba chân mũi kế tiếp, mỗi chân móc một mũi đơn. Chân tiếp theo, một mũi đơn. Chân kế nữa, một mũi đơn. Vậy là được một cụm, một mũi tăng và ba mũi móc đơn. Tiếp tục móc một mũi tăng, 3 mũi móc đơn vào các chân còn lại cho đến hết vòng. Thank you.
Tổng số mũi vòng thứ 5 này là 30. Sau khi móc xong vòng thứ 5, các bạn móc một mũi trượt vào chân mũi đầu tiên. Cắt lên, kéo lên qua, vậy là đã móc xong phần nhị hoa. Để móc tiếp phần cánh hoa, các bạn lấy một sợi len màu khác. Dùng kim móc vào vị trí vừa trượt mũi. Kéo sợi len qua. Các bạn nhớ giữ sợi len chặt tay nha để không bị bung á. Để qua vòng thứ 6, các bạn móc lên cho mình một mũi xích, siết chặt len lại. Móc vào chân mũi vừa nối len đó, một mũi đơn. Lấy ghim đánh dấu vị trí mũi đầu tiên. Qua chân thứ 2, các bạn móc một mũi đơn. Nhớ kẹp hai sợi len thừa nằm ngang, móc chung luôn để giấu sợi. Ở chân thứ 3, thứ 4 và các chân mũi còn lại đều móc một mũi đơn vào mỗi chân mũi cho đến hết vòng. Tổng số mũi vòng thứ 6 là 30. Móc một mũi trượt vào chân mũi đầu tiên để kết vòng. Các bạn móc lên cho mình một mũi xích để móc tiếp vòng thứ 7. Móc một mũi trượt vào chân này luôn. Qua chân thứ 2, móc một mũi đơn. Chân thứ 3, móc một mũi nửa kép. Qua chân kế, các bạn móc cho mình 5 mũi kép chung chân. Một, hai, ba. Qua chân kế bên, móc vào đó một mũi nửa kép. Chân kế nữa, móc một mũi đơn.
Chân kế tiếp, móc một mũi trượt. Vậy là xong một cụm cánh hoa. Tiếp tục móc như vậy cho đến hết vòng, sẽ được 5 cánh hoa. Một mũi trượt vào chân mũi đầu tiên để kết thúc vòng thứ 7. Móc lên một mũi móc xích để qua vòng thứ 8. Các bạn móc một mũi trượt vào cùng vị trí vừa lên mũi xích này luôn. Chân kế tiếp, móc một mũi đơn. Chân tiếp theo, móc một mũi nữ kép. Ở hai chân kế tiếp, móc vào mỗi chân là một mũi kép. Qua chân kế, các bạn móc cho mình 3 mũi kép chung chân. Một mũi kép vào chân tiếp theo. Chân kế cũng móc một mũi kép. Chân tiếp theo nữa, các bạn móc một mũi nữa kép. Chân tiếp, móc một mũi đơn. Rồi móc một mũi trượt. Vậy là được một cụm. Tiếp tục móc như vậy cho 4 cánh còn lại.
mũi trượt vào chân mũi đầu tiên để kết thúc vòng thứ 8. Sau đó các bạn lên cho mình một mũi móc xích và móc một mũi trượt cùng vị trí đó luôn. Qua chân thứ 2, móc một mũi đơn. Móc một mũi nửa kép vào chân thứ 3. Chân thứ 4, móc một mũi kép. Qua chân tiếp theo, móc hai mũi kép chung chân. Móc một mũi kép vào chân kế. Móc hai mũi kép chung chân vào chân tiếp theo. Chân kế nữa, móc một mũi kép. Lại tiếp tục móc hai mũi kép chung chân vào chân kế bên. Chân kế, móc một mũi kép. Móc một mũi nửa kép vào chân tiếp theo. Chân kế bên, móc một mũi đơn. Rồi móc một mũi trượt. Vậy là xong một cụm cánh hoa. Các bạn cứ móc tiếp như vậy cho các cánh còn lại. Để kết thúc vòng thứ 9, các bạn móc cho mình một mũi trượt vào chân mũi đầu tiên. Sau đó cắt len. Lấy kim khâu để giấu phần len thừa.
Vậy là xong một miếng lót ly hình bông hoa 5 cánh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và đừng quên bấm đăng ký kênh của mình nha.